mời quý vị đón đọc tuần báo Thế giới nghệ sĩ và Việt Thay vào mỗi thứ sáu, một ấn bản phát hành khắp nơi. Mọi nhu cầu về quảng cáo, rao vặt, đặt mua báo xin gọi Việt Thay 714-262-7028, 262-7028. Xin kính chào quý khán thính giả, hôm nay Thảo Vân đến với chương trình Night I Can You Can. Trước tiên chúng ta nói về cuộc đời, phải làm đẹp cho chính bản thân mình và sau đó mình sẽ làm đẹp cho những người khác. Nhưng sự làm đẹp trước tiên là những dàn make up và những sản phẩm mình đang xài ở nhà, thậm chí những dụng cụ mà chúng ta đã từng mua hoặc là đến shopping on sale. Mặt hàng sale rất nhiều, những sản phẩm đó rất tốt, nhưng cách bảo quản mới là một điều quan trọng. Thì hôm nay Thảo Vân sẽ chia sẻ và biết cách giữ gìn nó như thế nào, và nó là dụng cụ đi theo với mình mãi mãi trong cuộc đời, nhất là cuộc sống của mình hiện tại bây giờ. Dạng cọ của chúng ta thì mọi người đã biết, đã hàng ngàn những sản phẩm ở ngoài kia. Nếu mà Thảo Vân đếm không ngừng từ hồi mà làm make up 20 mấy năm nay, Thảo Vân đã có ít nhất là 20 bộ cọ. Từ từ mình loại ra những bộ cọ nào xài được hoặc không xài được trong ngành nghề của mình hoặc là chính bản thân Vân. Và bây giờ trước tiên nói đến sponge nha. Nếu nói về miếng sponge, chúng ta có thể mua các chợ, department store giống như là mall cũng có. Thường thường họ đóng lại thành khối, và khối mình có thể bẻ ra những miếng nhỏ nhỏ như vậy mình xài một lần rồi mình dục đi. Đối với Thảo Vân có thể dùng lại được bằng cách mình rửa, lấy cái xà bông mà shampoo đó. Các loại xà bông chúng ta được chia ra nhiều loại lắm. Xà bông gọi là shampoo tức là gội đầu, soap là rửa tay, hoặc là body gel để chúng ta tắm rửa. Thì Thảo Vân dùng ngay loại xà bông mà gội đầu là shampoo để cho chúng mình có thể rửa và giặt những cái miếng sponge này và dùng lại. Tại vì thỉnh thoảng trong gia đình hết rồi, không biết mua ở đâu và chạy đi mua thì không kịp, có thể dùng lại được. Và miếng sponge thường thường đó, họ ra những cái hình dạng như vậy. Mình muốn xài loại tốt, mình bẻ ra mà có những cái lỗ hổng thật lớn thì là xót. Thì những sponge này xài tốt, thấm đều và lắng đều trên mặt của mình, thì nên mua những cái loại sponge mình bẻ ra mà mình thấy những cái lỗ lớn như vậy nè. Nếu cái sponge mà mình bẻ ra ngang hông mà không thấy những cái lỗ nhỏ nhỏ li ti đó thì không nên mua. Những sponge đó giúp cho mình rửa mặt sạch nhưng đánh phấn không đều. Thì những cái sponge này thì mình sẽ dùng trên khuôn mặt của mình đó. Góc cạnh này dùng để mình blending. Blend ra tức là làm cho đều. Góc cạnh này để cho mình apply trên khuôn mặt dễ hơn, tại vì nó mỏng, nó nhỏ, dễ cho mình apply phấn hay là bất cứ loại cream nào. Nhưng blending thì mình phải dùng cái góc cạnh nhọn nhất thì để mình blend cho đều. Hơn nữa muốn tẩy thì mình sẽ lấy cái góc cạnh mặt dày nhất để mình xóa đi những chỗ mình cảm thấy đó là cái lỗi make up của mình. Thì Thảo Vân sẽ chia sẻ với quý khán giả về sản phẩm này sau khi có model mà làm trên khuôn mặt model, thì mình sẽ nói thêm về miếng sponge này. Miếng sponge này mình đã biết cách xài rồi và nó giúp rất nhiều cho những ai mà mang thùng đồ nghề đi làm cho những người khách tại nhà hoặc làm tại tiệm. Tại vì sao? Mình làm một miếng sponge mình dục thì nó sạch sẽ hơn cho người khách. Nhưng những bộ cọ của mình khi mình làm cho người khách hoặc là cho tiệm của mình hoặc đến tận nhà, làm cách nào để mình bảo quản và giữ cho bộ cọ được sạch từ người này qua người khác? Thì đây là mình có thể mua những cái gói này, nhưng mà công ty MD7 cũng có để cho chúng ta mua. Mình dùng những miếng giấy này để rửa cọ rất tốt, được bán đều trong department store. Nếu ai không biết mua có thể gọi cho Thảo Vân, là tại vì Thảo Vân thường xuyên hay đi mua số lượng nhiều và chia sẻ lại nha. MD7. Những bộ cọ này khi mà Thảo Vân đi làm cho khách để sắp hết một dàn ra như vậy, để sau đó nếu mình muốn clean cọ mình dùng, mình clean đổi màu phấn clean, sau đó mình lên qua để đổi màu phấn, mình sẽ dùng như vậy để mình đổi màu phấn màu cọ này. Đó là mình nói trong lúc tạm thời để clean trên một người khác thì mình sẽ dùng miếng giấy này để mình clean từng người một. Thì bây giờ chúng ta quay ngược trở lại, một ngày làm việc mệt mỏi hay là một bộ cọ của mình đã xài hết trong một ngày hôm đó, phấn bám lại rất dơ, và hơn nữa rằng
mình dùng cái loại giấy này mình clean thì chưa hoàn toàn sạch. Về tới nhà hoặc là về tới tiệm của mình sau một ngày làm việc thì mình phải biết cách rửa cọ, giữ cọ để cái cọ của mình không bị dơ khi nó bám phấn quá nhiều. Cái màu của mình đánh cho người khách không còn được chính xác nữa. Khi nói đến bộ cọ, chúng ta phải biết cách coi và xem bộ cọ mình thuộc loại cọ nào với loại lông nào. Cầm loại cọ này lên, mịn màng, mình biết loại này làm từ lông con dê. Và mình cầm cọ này lên, mình biết loại lông này làm từ lông con trồn, hay gọi là sable. Và đây là lông con trồn luôn. Và lông trồn của mình là dùng gồm có như là lông đuôi hoặc là lông ngực, thì đây là lông ngực. Và những loại lông thiệt như lông dê, lông sable, lông trồn, lông squirrel, chúng ta để dùng trên apply tất cả các loại bột, bột khô như là bột mắt, bột má hồng, giống như là bột phấn để cho mình đánh cho đều, cho mịn trên da. Thì mình dùng những loại lông thiệt, chẳng hạn như lông như Thảo Vân nói là lông lông dê thì người ta sẽ dùng một là lông đuôi hoặc là lông mình. Và lông con trồn cũng thế, hơn nữa là lông sa bồ cũng thế. Những loại lông đó của trên cọ mình dùng cho các loại phấn khô. Nhưng những loại phấn nước ướt thì mình phải dùng những loại mà gọi là sandstaded, là loại lông nhựa, là giống như là cọ kẻ mí mắt, cọ kẻ môi. Cọ kẻ môi là gì? Tức là cọ đó là mình phải nhúng vô cái cream mà kẻ môi đó, thì nó sẽ phải là lông sable. Và đây nữa là cọ để cho mình đánh phấn, đều là lông này, là lông này là lông nhựa hết, để cho chúng ta khi chọn lựa. Những cái loại lông nhựa thì mình phải rửa sau hết, mình không nên rửa lúc mà mình rửa trên lông thiệt. Cho Thảo Vân để cho hai loại nha. Đây là lông thiệt, lông thiệt. Và đây lông thiệt. Và đây là lông giả, là lông nhựa nha. Đây là lông cọ, lông nhựa, cọ lông nhựa. Khi mình rửa cọ thì mình sẽ rửa cho tất cả các loại lông thiệt mình rửa trước. Là những này lông thiệt là mình sờ là mình biết liền nè. Chúng ta khi mà đi mua cọ đó, mình feel được. Và tất cả những sản phẩm của MD7 là làm ở bên Mỹ. Mình muốn thử, mình bật lửa lên, mình hơi cái cọ đi ngang lửa, không bị cháy xém, không bị khét, thì mình biết rằng cái cọ này sẽ xài với suốt đời, không bị gãy ngang, không bị ngứa, không bị châm vô mắt của khách hoặc là chính bản thân mình. Thì đó là cách chọn lựa cọ. Và mình sờ nó mềm mại một cách giống như là mình cảm thấy giống như là không bị đâm vô và bị thốn ngón tay của mình. Thì đó là lông thiệt. Thì bây giờ đầu tiên các bạn có thể mua ở bất cứ những department store hoặc là chính công ty MD7 có loại mà rửa cọ. Thì loại rửa cọ này nó hơi đắt tiền hơn một chút. Thì Thảo Vân làm cọ rất là nhiều, một ngày làm xong mấy cấp, mình phải rửa thường xuyên, rửa liên liên. Thì Thảo Vân dùng alcohol, tức là alcohol. Chất cồn của mình là trên thị trường nó có là ISO sẽ là 70%. Nhưng mà ITO của mình là phải 90% thì mới đủ để cho mình dùng để rửa cọ. Thì bây giờ mình sẽ xài cách thông thường nhất và rẻ tiền nhất mà Thảo Vân đang xài cho chính bản thân mình, là mình dùng alcohol, tức là alcohol nha. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333. Bên bạn giám đốc có nói cho anh biết là ok, chương trình của mình mua 2 tặng 1, nhưng mà mua 3 thì tặng 2, mua 4 tặng 3, lên tới mua 5 thì được tặng 5. Dạ, double lên như vậy đó. Tại vì trong cái mùa lễ này nè Thảo Văn biết không, thì mình mua 5 chai, mình được tặng 5 chai thì mình chia sẻ cho gia đình của mình. Đúng tặng thế. Bạn bè trong cái mùa lễ này. Đúng rồi.
Cái này hay đó nha. Ở bên trường của em có quá nhiều nhân viên mà tại sao em không mua phải không anh? Đúng rồi. Anh nghĩ là sau cái show này là em phải mua hết cái này để về tặng cho học sinh của em đó. Đúng đấy anh. Và nếu mà ai muốn giúp cho Thảo Vân mua được nhiều, tặng nhiều thì gọi ngay cho Thảo Vân, thì chúng ta có thể gom lại thành một group để mua với công ty ngay bây giờ. Đúng rồi. Và số phone có thể liên lạc với Thảo Vân trước đi. Tại mình mua group mà. 714-206-3424. 714-206-3424. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Thảo Vân có mặt hôm nay. Và anh xin cảm ơn tất cả. Khi mua là mua nguyên một cái galon lận. Tại vì mình mua những cái chai nhỏ nhỏ thì không đủ để rửa. Thì anh cô là Thảo Vân mua nguyên một galon, mình mua tại các tiệm beauty supply rẻ hơn và xài thoải mái hơn, khỏi bị tiết kiệm nhiều. No. Cái cọ muốn giữ cho bền phải rửa cho thật sạch mỗi ngày. Và Thảo Vân đổ vô trong một cái tô, đổ đầy khoảng nửa tô, bất cứ tô giấy, tô nhựa hay là bất cứ một tô ăn mì cũng được. Mình rửa cho, mình đổ khoảng nửa tô. Những cái cọ mà Thảo Vân đã nói là cọ lông thiệt mình rửa trước. Chẳng hạn như cọ này để plan nè, nhúng vô, mình xả đến khi nào mà mình thấy trong nước cọ của mình đó nó sạch láng hết. Hoặc là những cái cọ mình nghĩ là nó xài nhiều quá trong ngày, mình có thể ngâm vô đây được. Rồi miếng giấy này, mà miếng giấy giống như là mọi người đều xài mà nhà nha, gấp vô làm 4. Thảo Vân có thể lấy thêm một miếng nữa. Rồi những cái cọ này mình dũi nó ra hết rồi, để vô và vuốt đến khi nào mà cọ của mình nó khô để qua một bên. Rồi đến cái cọ khác, vuốt đến khi nào cho nó khô. Mà mình phải ép theo chiều của cọ, tại vì mình muốn giữ cái cọ theo cái shape, theo cái hình dạng của cọ nha. Để qua một bên. Vuốt đến khi nào hết. Nếu cọ đó vẫn còn dơ, mình dũa cái màu ra tiếp và tiếp tục clean. Cọ này thì buổi tối lúc mà Thảo Vân đi làm về là đứa con gái. Lúc đó she 8 tuổi, she thích ngồi làm lắm. Bây giờ 18 tuổi rồi thì không muốn làm cho mommy nữa, tự làm cọ cho mình rồi. Và cọ cái shape tròn thì mình phải ép như vậy, mình để qua một bên. Mình làm cọ lông thiệt trước rồi, bây giờ đến phiên lông cọ nhựa, tức là sandstone. Là tại sao? Vì những cái cọ mình đã từng nhúng qua nước hoặc là qua các loại kem mà ướt đó thì nó sẽ dơ hơn, và sau đó mình sẽ đổ cái nước đi. Thành ra Thảo Vân để dành những cái cọ mà lông nhựa mình làm sau. Chẳng hạn như cây cọ kẻ mí mắt là mình dùng lông ướt nha, bỏ ở đây chập đến khi nào mà nó ra hết chất dơ, rồi bắt đầu mình mở ra, mình bỏ vô mình ép đến khi nào nó thật sạch, để qua một bên. Sau khi mình làm hết dàn cọ của mình rồi, đổ đi, lấy một miếng nước alcohol mới. MD7. Hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333. Thì đây là nước thứ hai, và nước này mới hoàn toàn sạch trên bộ cọ của mình. Thay hai miếng giấy khác. Thay miếng giấy. Và tiếp tục mình làm ngược trở lại, cũng là lấy những cái cọ mà có lông thiệt nhúng lên trước và vuốt cho thật đều. Khi mình vuốt cho thật đều rồi, và đây là bộ cọ của mình để, thì Thảo Vân sẽ bỏ trong đây để hong cho nó khô. Nếu mọi người mà muốn cho nó giữ được lâu bộ cọ của mình nữa, mình sẽ lấy một miếng dầu olive. Dầu mà để dùng ăn bánh mì, dùng để xào nấu, hoặc là dùng olive thì tùy mỗi người. Trong gia đình mình đều có một chai dầu đó. Trong gia đình của Thảo Vân lúc nào cũng có chai dầu trong tủ lạnh. Ở ngoài, tại sao phải để tủ lạnh? Tại Thảo Vân để trong tủ lạnh, nó hơi cứng cứng một chút để mình ăn bánh mì.
để mình chấm bánh mì. Rồi sau đó những cái chai dầu đó, chai dầu olive đó tốt cho da, tốt cho móng, tốt luôn cho mình trên tóc nữa. Buổi sáng cho một giọt lên vuốt trên da đầu hay là vuốt lên mặt một chút xíu cũng được. Nhưng đối với những bộ cọ này, Thảo Vân sẽ cho một giọt vuốt thẳng như bộ cọ như vậy để không khô. Và nó sẽ giữ cái lông của mình nó last longer, tức là nó lâu và nó bền hơn với mình. Sau khi đã hông hết và rửa sạch các cọ, và đây là cọ giả nha, mình mới làm cuối cùng nè. Thịt sạch nè, bỏ vô nè. Và đây là cọ cuối cùng luôn, tức là cọ giả nè. Lông này là lông, không phải lông thiệt nè. Bỏ vào đây nè. Và mình hông khô. Tất cả những cọ mình đã hông khô rồi thì đừng đậy nó sớm. Mình để ra ngoài hẳn qua một đêm, ngày hôm sau mới đậy lại, tiếp tục một công việc mới. Hay là mình tiếp tục, mình đi, tại vì Thảo Vân đến tận nhà của các cô dâu để làm việc đó. Thì sáng mai trước khi đi làm việc là Thảo Vân phải rửa dàn cọ, đó là buổi tối. Xong sáng ngày hôm sau với bộ cọ sạch sẽ, tiếp tục lên đường và làm việc. Và hơn nữa, khi các bạn đi mua cọ, mọi người đã quen biết nhất là những gian hàng department store ở mall. Cọ, những cọ đó rất tốt, rất mắc, không phải là rẻ tiền. Nhưng cái của mình ở đây mắc là tại vì mình không biết cách bảo quản nó. Đó là mắc. Cái mà ở đây mắc đối với Thảo Vân là mình để cho nó những cái nơi mà dễ bị mất. Đó là mắc. Ngoài ra công ty MD7 ở đây, dàn cọ của họ là lifetime warranty. Nếu mình bị mất, mình chỉ cần một chút xíu và mình cho mình biết mình có dàn cọ đó, công ty sẽ sẵn sàng hiểm trợ mình để mình tiếp tục nghề nghiệp của mình. Chúng ta muốn thử coi rằng một cây cọ đó là tốt hay không tốt, lông đều hay là không đều. Nếu những sợi lông mà không đều thẳng hàng thì nó mau bị gãy, nó mau bị quéo, bị cong lại. Thì chúng ta khi làm cho khách thì khách họ sẽ cảm thấy nó bị ngứa, nó bị thốn thốn khi chúng ta đánh phấn hoặc là bỏ liner hay là son lên trên apply trên khuôn mặt của họ. Thì một cách mà mình có thể coi cọ tốt nhất là mình lấy miếng alcohol, mình đổ ra mặt bàn bằng phẳng, bất cứ loại mặt bàn nào miễn là bằng phẳng là được rồi. Mình dùng cây cọ, mình xòe đều ra. Nếu mà các bạn thấy nó xòe đều ra như là mặt trăng nữa đó, mà những sợi đó thẳng đều ra thì là cây cọ tốt. Lật ngửa lại, mình lại làm thêm một lần nữa, xòe đều ra. Thì mình vuốt nè, nửa mặt trăng nè, tròn đều ở trên mặt bằng phẳng của mình. Thì đây là một loại cọ tốt, thẳng, đều, để chúng ta có thể đáng đồng tiền bát gạo để mua. Thử cọ rồi, phải mua ngay dàn cọ mà chúng ta cảm thấy đó là hành trang cho chúng mình có một cái nghề. Nếu mà không nói một cái nghề thì Thảo Vân nói là tự xài cho bản thân mình thì nên xài một bộ cọ tốt. Khuôn mặt mình đẹp hơn là nhờ dụng cụ, khuôn mặt mình tốt hơn và coi như là láng hơn thì là nhờ sản phẩm. Thì tại sao không đến với chương trình ngày hôm nay để chúng ta chia sẻ, cũng như là Thảo Vân mong được chia sẻ đến quý khán giả. Và Thảo Vân làm được thì chúng ta sẽ làm được. Và chương trình sẽ chấm dứt tại đây, sẽ gặp vào những chương trình kế tiếp.